Hôm nay, các đảng phái chính trị ở Nhật Bản đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử vào Hạ viện. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thời hậu chiến, Nhật Bản tổ chức bầu cử Hạ viện sau khi các hạ nghị sĩ đã kết thúc nhiệm kỳ. Trong 12 ngày tới, hơn 1.000 ứng cử viên sẽ phải chứng minh họ xứng đáng được bầu vào cơ quan lập pháp này. Trong cuộc bầu cử sắp tới, sẽ có 289 trên 465 ghế ở Hạ viện sẽ được bầu trực tiếp ở các khu vực bầu cử một ghế và 176 ghế được bầu theo hệ thống đại diện tỷ lệ ở 11 vùng. Liên minh cầm quyền ở Nhật Bản, trong đó có đảng Dân Chủ Tự Do LDP của Thủ tướng Fumio Kishida, đặt mục tiêu sẽ tiếp tục duy trì thế đa số tại Hạ viện khóa mới. Song được dự báo là sẽ gặp không ít khó khăn do có tới 5 trên 7 đảng đối lập đã quay sang ủng hộ các ứng cử viên độc lập trong Hạ viện cũ, Liên minh cầm quyền giữ 305 ghế. Trước khi chiến dịch tranh cử bắt đầu, lãnh đạo của 9 chính đảng tại Nhật Bản đã có các cuộc tranh luận trực tiếp ở thủ đô Tokyo, chủ yếu tập trung vào các biện pháp ứng phó đại dịch và đưa nền kinh tế trở lại quỹ đạo tăng trưởng.